Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi trưa của ngày 23 tháng 3 năm 2024, tức là thứ Bảy. Chúc các bạn và quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc với gia đình. Bây giờ trước khi chúng ta vào với chiến sự tại Ukraine thì chúng ta nói các cái vấn đề nó liên quan. Như hôm qua chúng ta biết là ông Sullivan, tức là ông đã đến cái Kiev để ông bàn về các cái vấn đề cái viện trợ 60 tỷ, và ông nói rất rõ ràng rằng là chắc chắn sẽ có 60 tỷ đó. Thế thì hiện nay chúng ta biết là cái 60 tỷ này nó đang vướng ở cái Quốc hội Hoa Kỳ, chủ yếu là ở Hạ viện. Mà Hạ viện thì do Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát, mà hiện nay là ông Mike Johnson là Chủ tịch Hạ viện. Và ông này cũng đã mới lên thay cái ông trước thì người ta bỏ phiếu, người ta phế truất. Sau khi phế truất ông ấy rồi thì không kiếm được ra người thì người ta kêu ông lại, nhưng mà ông không quay trở lại. Thì mới đưa ông này lên thì cũng rất là ok. Nhưng mà hiện nay người ta lại tiếp tục có khả năng lại phế truất ông này, bởi vì đang không đi đúng hướng của Hoa Kỳ và cũng đang chặn tiếp tục cái gói viện trợ cho Ukraine cũng như là Israel. Trong cái bài vở mà chính trị này thì nó đủ trò, siêu trò hết. Nếu mà trong trường hợp mà không đồng ý nữa thì nó sẽ phế truất. Còn trong trường hợp thứ hai, tức là họ tiếp tục âm thầm, họ đánh đổ các cái hạ nghị sĩ ở các bang. Các bang thì là khi mà nếu mà cái số mà nghị sĩ của bên Đảng Cộng Hòa hiện nay á, thì đang mới còn hơn bên Dân Chủ có 3 phiếu thôi, 3 ghế thôi. Thì chúng ta biết là nếu mà số ghế ở trong Hạ viện của bên nào nó cao hơn thì bên đấy sẽ làm chủ tịch. Thì bây giờ có số ghế của bên Hạ viện của Đảng Cộng Hòa cao hơn là 3 ghế, cho nên là ông đang làm chủ tịch và có khả năng chặn được các cái quyết định của Thượng viện đưa xuống hoặc là của Tổng thống đề nghị. Tuy nhiên mà các số ghế trước đây thì nó cũng lệch 5, lệch 7 ghế, nhưng bây giờ còn có 3 ghế. Và hiện nay nó đang có nguy cơ là còn có 1 ghế thôi. Bởi vì hôm qua là hạ nghị sĩ của bay Wisconsin này, tức là chỗ đại ngũ hồ đây, chỗ 5 cái hồ lớn giáp với Canada, thì đột ngột là coi như rời khỏi cái vị trí của mình, giống như là từ chức cái ghế đó đấy các bạn. Thế thì rất là mong manh. Tức là bên trong cái hạ viện này, tức là nơi mà quyết định cái gói cứu trợ đấy, thì gói viện trợ thì nó chỉ còn Đảng Cộng Hòa là cái người mà chặn cái đó, thì chỉ còn hơn bên Đảng Dân Chủ còn 1 ghế rồi. Đấy. Như vậy á, tức là 2 ghế các bạn nhé, 3 ghế thì mất ghế rồi, thì còn 2 ghế, nhưng mà nếu mà mất ghế nữa là coi như là thua. Đấy. Mất bên này thì có nghĩa là bên kia được, nếu trong trường hợp nó họ qua bên Dân Chủ, họ ủng hộ bên Dân Chủ, hoặc là họ tức là họ rời ghế thì rất là nguy hiểm. Thì tôi nghĩ là đấy cũng là một cái hậu trường của cái vụ này. Nếu trong trường hợp mà mất một ghế nữa thì Hạ viện sẽ không còn làm đa số ở đây, và cái chức chủ tịch nó sẽ đưa sang Đảng Dân Chủ. Thì chúng ta biết là cái Hạ viện và Thượng viện thì nó định kỳ nó mới bầu. Đấy, thường là 2 năm nó bầu một lần, tức là giữa nhiệm kỳ nó có bầu. Đầu nhiệm kỳ thì không nói được, xong đến giữa nhiệm kỳ. Còn riêng Thượng viện thì nó chỉ là bầu, nó bầu 6 năm một lần. Nhưng mà những người nào mà được bầu thì nó... Thì mỗi một lần bầu thì 2 năm một lần thì chỉ có 30% thôi. Tôi lấy ví dụ như thế này cho chúng ta, bạn nào mà chưa nghiên cứu sâu thì chúng ta dễ hiểu rồi. Tức là Hạ viện thì có 435 ghế. Thì trong đó là cứ 2 năm một lần thì người ta lại bầu giữa nhiệm kỳ. Thế là cái số đấy nó có thể lên, có thể xuống. Và đặc biệt là trong cái dịp của cái thời của ông Biden này thì mới đầu thì là Hạ viện là không làm, tức là đa số đâu, tức là nửa đầu của Biden ấy, chỉ có nửa sau khi mà giữa nhiệm kỳ của Biden bầu thì lúc đấy là Hạ viện nó mới hơn. Nhưng mà bây giờ gần cuối nhiệm kỳ rồi, tức là gần cuối cái thứ hai này rồi ấy, thì nó đang gần như là gần bằng nhau, Hạ viện chỉ hơn, nhịn hơn một chút thôi, cho nên vẫn đang nắm giữ cái Hạ viện. Thế thì Hạ viện 2 năm một lần bầu như vậy thì bầu tất. Như Thượng viện ấy, thì người ta bầu 6 năm một lần. Mà Thượng viện thì có 100 ghế rồi. Tại vì 50 bang, mỗi bang có 2 thượng nghị sĩ rồi. Thế là trong cái mỗi bên 50-50. Nhưng mà thông thường 50-50 thì bên nào mà có tổng thống á,
mà đảng nào có tổng thống thì phó tổng thống đấy nó sẽ làm chủ tịch thượng viện. Thế thì 100 người này ấy, thì nó không phải là 6 năm bầu một lần, mà mỗi 2 năm một lần là nó bầu 30%, tức là 1 phần 3, 1 phần 3 số đấy, tức là bầu 33 ông. Cứ 2 năm bầu 33 ông, 2 năm tiếp theo bầu lại 33 ông tiếp theo, và 2 năm cuối cùng thì bầu 34 ông sau này. Tức là thượng viện nó sẽ chia làm 3, chứ nó không bầu tất tật tật giống như hạ viện. Thế thì trong quá trình mà người ta hoạt động như vậy thì ai mà ai lên ai xuống thế nọ thế kia, thì cuối cùng là bên nào mà cứ đông hơn thì bên ấy làm chủ tịch, nôm na là như vậy. Thế thì ông đảng Cộng hòa đang làm chủ tịch hạ viện từ cái giữa nhiệm kỳ đến giờ, nhưng mà hiện nay đang lung lay. Và nếu mà theo cái câu của cái ông Sullivan kia ông nói á, thì có thể là sẽ mất ghế, hoặc là nó phế truất cái ông chủ tịch này để nó thông qua cái gói viện trợ cho Ukraine. Tóm lại, cái gói viện trợ này có rất có khả thi sẽ được thông qua trong tháng 4. Nên quý vị hiểu ý đó không ạ? Đấy, từ đó nó sẽ ảnh hưởng rất rất nhiều đến cái cuộc chiến này. Cái thứ nhất là về mặt tâm lý, về mặt tinh thần là ủng hộ. Còn nếu mà có vật chất 60 tỷ về đây thì quá lớn. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tác động đến EU. EU hiện nay đang dao động cũng là 50 tỷ euro, tức là ngang với gần 55 tỷ đô la Mỹ trong vòng 4 năm cho Ukraine. Nhưng nếu mà Mỹ mà không viện trợ cái gói đó thì bên này nó cũng sẽ nghiên cứu lại. Đấy, vậy cho nên là nếu mà trong trường hợp mà Mỹ nó đấu đá nhau mà nó ok theo cái hướng của bên Đảng Dân Chủ thì khả năng bên này nó sẽ được cái gói cứu trợ đó, và tiếp tục được các nước này nó sẽ bu theo. Đấy, tức là theo tấm gương của Mỹ. Đấy, cho nên cái tình hình đó nó sẽ ảnh hưởng đến Ukraine, đến tình hình tài chính, đến tình hình tinh thần chính trị quân sự vân vân, ngoại giao Ukraine, hay nói cái khác nó ảnh hưởng đến Nga. Chính vì thế cho nên là Nga hiện nay á, sau khi bầu cử xong rồi, bên Ukraine thì 31 tháng 3 này nếu mà nói danh chính ngôn thuận là Zelensky là hết, tức là còn khoảng một tuần nữa là coi như là hết về mặt danh nghĩa. Đấy, còn bây giờ tiếp tục cố đấm ăn xôi hay không thì chúng ta chưa biết. Và bên Mỹ thì đến tháng 11, mà tháng 11 thì bên Mỹ dù sao nó cũng đi nhẹ nói khẽ hơn để được làm dân chúng. Thế thì bây giờ chúng ta biết là mấy ngày qua Nga đã không kích vào Ukraine có thể lớn nhất từ trước đến nay, đặc biệt là vào Kiev, Kharkov và các cái nơi khác, Dnipro, Cherkasy, rồi Zaporizhia, Kherson, Odessa và một số cái thành phố ở phía Tây. Mục đích là gì? Triệt hạ, tức là cái năng lượng, triệt hạ các cái hệ thống điện, triệt hạ các cái cơ sở là quân sự, triệt hạ các cái cơ sở về về giao thông, về đường sắt, đường bộ, thậm chí là cả cái đập Zaporizhia hôm qua tôi nói thì không có đánh vỡ đập các bạn nhé, không vỡ đập như đập cái Phúc Ca trước đây đâu, mà đánh vỡ cái tòa nhà mà điều hành cái đập đó, tức là bây giờ không thể điều hành được, chứ không có phá đập, tức là phá cái hệ thống điều hành, tức là bây giờ không thể sửa chữa được nữa. Tức là có nghĩa là gì? Nga một là trả đũa cái thời gian vừa rồi là Ukraine đánh rất nhiều nhà máy lọc dầu của Nga, gần như 8 cái nhà máy lọc dầu và các cái cơ sở, tức là làm chứa dầu, các kho chứa dầu. Và đến đến Mỹ cũng phải kêu là coi như phải chấm dứt ngay cái trò mà đánh qua các cái dầu này của Nga, bởi vì đánh dầu này của Nga, cái thứ nhất đấy nó sẽ trả đũa, cái thứ hai nữa nó sẽ ảnh hưởng cái giá dầu trên toàn thế giới. Đấy, ảnh hưởng trên toàn thế giới. Thế thì bây giờ Nga đánh này một phần là để trả đũa cái này. Một phần thứ hai là chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công, có thể là vào mùa xuân. Và ngày nào thì tôi nghĩ là nếu mà có đánh thì phải đánh đầu tháng 4 chứ không không đánh tháng 3. Tháng 3 còn mấy ngày, nếu mà đánh vào tháng 3 này thì nó lại tạo điều kiện cho Zelensky này, nó trì hoãn cái việc mà, tức là vấn đề không phải là bầu cử nữa, nhưng mà nó lấy cái cớ đấy để nó bảo là bây giờ lại chiến tranh, là thiết quân luật, tức là bây giờ đang trong tình trạng chiến tranh vân vân, để mà nó trớ tránh cái chuyện mà bầu cử, hoặc là người ta ì xèo về vấn đề này. Cho nên tôi nghĩ là Nga bây giờ đang dọn đường để mà chuẩn bị tấn công. Nếu tấn công thì cũng sau ngày bầu cử về danh nghĩa của Kiev. Thế thì hiện nay là nếu mà nói về cái thiệt hại thì ở Kharkov
cho đến bây giờ vẫn khắc cốt, tức là sau 2 ngày coi như là sửa chữa, hiện nay điện vẫn là số 0. Các cái thành phố khác tùy loại, tùy thành phố thì có nơi mất đến 20% và có nơi mất đến 40%. Như chúng ta biết là trong cái thời gian vừa qua bên Ukraine đánh các cơ sở lọc dầu của Nga thì hôm trước tôi đã phân tích rồi, tức là Nga gần như là mất đi 370.000 thùng một ngày trong thời gian vừa rồi. Đấy, cho nên cái này là Nga sẽ đập đập trả đũa rồi. Đấy, để thì coi dọn đường rồi và chuẩn bị tấn công rồi. Chứ bây giờ nhiều bạn bảo là thấy ông Putin lên thì thôi đánh thôi, như hôm trước tôi đã nói rồi, không phải là vì cái đó. Cái đó thì được, cũng là một điều kiện thôi, thì chúng ta biết là cái điều kiện cần là ông phải ổn đã, rồi còn điều kiện đủ thì nó phải hội đủ được những cái điều kiện thì người ta mới đánh. Hôm qua Peskov, thư ký tức là phát ngôn viên của riêng của Tổng thống Nga thì đã tuyên bố là chuyển sang tình trạng chiến tranh, tức là cái gì nó khác hoàn toàn về mặt bản chất. Trước đây thì chúng ta thì đây là xung đột, hay nói cái khác là chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng bắt đầu từ nay là nói về chiến tranh. Đã nói chiến tranh nó là nghĩa là gì? Nó thứ nhất là nó phải lớn, toàn dân, toàn diện, tổng lực. Cái thứ hai là nó liên quan đến NATO. Đấy. Các cái động thái của NATO hiện nay là muốn vào. Và hôm qua thì cái ông mà chủ tịch ủy ban quân vụ, mà hôm qua tôi nói là quân lực, đấy, chủ tịch ủy ban quân sự của NATO đã đến Kiev, và ông nói rằng cái việc mà NATO đối đầu với NATO đối đầu với Nga là chắc chắn. Thì không hiểu ý ông nói là cái gì sau khi ông chứng kiến những cái điều ở tại đây. Thế thì mà tôi nghĩ là hệ thống tình báo của Nga cũng như các phương Tây thì nó cũng đã hiểu nhau hết rồi. Bây giờ là chắc có lẽ là chuyện đó nó sẽ xảy ra. Trong trường hợp mà đối đầu trực tiếp với NATO thì chúng ta cứ tưởng tượng ra, chúng ta biết rồi. Nếu mà tổng lực kể cả Mỹ, cả Canada, rồi thậm chí có thể Nhật, Hàn Quốc cũng bơm vũ khí vào đây. Đương nhiên là sẽ bơm rồi. Mỹ mà nhảy vào thì nó sẽ bơm. Và có thể có mặt trận phía đông, ở bên Viễn Đông. Đấy. Bên Viễn Đông. Cái đám này. Nhật Bản, Hàn Quốc. Và khi đó thậm chí Đài Loan là cũng sẽ bơm vũ khí. Và thậm chí có thể là Úc và New Zealand là cũng sẽ bơm vũ khí. Thì nó sẽ là chiến tranh thế giới mà các bạn. Thì Nga cũng sẽ mở mặt trận phía phía đằng đó, phía đông. Rõ ràng là khó khăn, và rõ ràng là cả phía bắc nữa, bắc cực. Và đặc biệt nó là phía tây, là giáp với lại NATO, toàn bộ cái khu vực Phần Lan, Baltic, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova, và thậm chí cả xuống Romania, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi mà đại chiến tranh thế giới như vậy ấy, là Nga mấy ngày nay chúng ta thấy rồi, sản xuất rất nhiều các loại bom tấn, có thể nói là 3 tấn phát 3.000 này, chứ cái loại này bây giờ chơi 1.500 là đánh ở các cái gọi là khu vực chiến tuyến thôi, chứ còn nếu mà đánh phá thì là phải là 3.000. Thì hiện nay đang làm rất là nhiều, và chúng ta biết là nó ở phía nam của Moscow, và không biết là nói giả hay nói thật, hay là quay quay thật quay giả thì không biết, nhưng mà nếu mà họ đã biết thì cái tên lửa đấy là nguy hiểm. Hôm nay Nga tiếp tục ra lò rất nhiều cái Su-35, Su-34, và chúng ta biết là Nga cũng có rất nhiều cái loại các loại máy bay ném bom T-95 cũng như là Tu-160. Mấy ngày hôm rồi thì bên Israel, bên Ukraine người ta nói rằng là chắc là Nga đã dùng cái 95 đó, rồi ngoài ra cái 57. Còn cái checkmark mà 75 thì thực tế là nó cũng chưa ra chiến trận các bạn nhé. Cái loại đấy thì nó gọi là quái vật ở trên không trung rồi. Rồi những cái chuyện mà đang tuyên bố rằng là có khả năng là hủy các cái, tức là vô hiệu hóa các vệ tinh ở trên vũ trụ, chứ không bắn, chưa chưa nói dùng từ từ bắn hạ các bạn nhé. Tôi đã nói là nếu mà bắn hạ thì bên kia nó cũng bắn hạ, là sẽ khó cả hai bên, mù cả hai bên. Để ngoài ra thì Nga cũng đang thử nghiệm và tập trận các cái loại mới, trong đó có những cái bắn từ biển, bắn từ sông, còn từ đất liền, từ trên không, và hoặc là ngoài đại dương. Thì như vậy là chúng ta thấy là rất là ngột ngạt. Nếu mà chiến tranh
toàn thế giới mà đánh nhau thì rất ngột ngạt. Và chắc chắn rồi, nếu mà Nga, một mình Nga mà đỏ với tất cả như thế này chắc cũng không ổn. Cái đấy thì chắc chắn sẽ sử dụng các cái chiến lược, vũ khí chiến lược để mà có thể là gọi hỏa táng đối thủ. Và tất nhiên họ cũng sẽ làm điều ngược lại. Tuy nhiên với nước Nga rộng lớn, với cái hệ thống vũ khí đã được hiện đại hóa hàng năm và đến bây giờ có một số đã hoàn hiện đại hóa đến 100%, còn đa phần đã 95% thì nó không như của các nước khác. Thì tất cả những cái này đều là nó nằm trong cái toàn tính của các cái chính trị gia rồi. Còn Macron thì cũng có vẻ là cũng nằm trong cái toàn tính này, nhưng mà anh cảm thấy anh cảm hứng khi mà được báo cáo của đội báo cáo về các cái năng lực nọ kia thì anh cảm thấy là có khả năng hạ gục Nga. Đấy, thì anh đang rất là hào hứng, phấn khởi, hồ hởi, hăm hở. Đấy, thì cái này thì chứng tỏ là cái đầu anh nó bé, cái đầu nó bé cho nên nói một cái hạt tiêu vào thì nó họ họ thấy nó to, nó vĩ đại rồi. Chứ còn một cái đất nước cỡ như Nga này mà các bạn, Mỹ là còn cỡ khiếp, chứ Mỹ nó ăn được, nó ăn lâu rồi. Đấy, cho nên là chúng ta lại chờ đợi. Đấy, cái tình hình này rất là khó khăn. Và ngày hôm qua thì tại Moscow, chỗ mà cái gọi là trung tâm cái hội nghị mà nó giống như là cái trung tâm mà kiểu như là thí dụ như nhảy múa hát ca đấy, ở đấy chỗ đấy là nó cũng chứa khoảng 9.500 người. Thì ngày hôm qua là bọn phản động hay là các tình đặc vụ của Ukraine, chắc là của Ukraine thôi, với Nga với Ukraine nói cùng thứ tiếng, cùng thậm chí còn sống ngày đó, thì đã vào là xả súng trong này, hỏa hoạn lớn và đã 40 người đã bị thiệt mạng, tức là rất lớn các bạn nhé. Hiện nay các cảnh sát từ hôm qua đến hôm nay vẫn đang cứu chữa và đang đưa các người bị thương và những người thoát ra ngoài từ trên tầng cao cho đến tầng hầm. Nên tình hình rất nguy cấp, mà cái tình hình này đã được báo cho ông Putin thì ông Putin thì đã lệnh rồi, ai ai việc gì là việc đấy. Nên như vậy có nghĩa là rằng tức là nước Nga đã bước vào tình trạng chiến tranh, thủ đô đã bước vào tình trạng chiến tranh và bắt đầu đổ máu theo một cái dạng tức là ngày càng lớn. Đấy, thì mà nếu mà leo thang như vậy, chúng ta biết là Nga mà bị đau đau một thì Ukraine sẽ là 10. Thì đây là chúng ta thấy cái tình trạng của cái trung tâm đó ngày hôm qua. Đấy, bây giờ vẫn đang cháy và đang cứu chữa rất nhiều xe cộ các loại, cứu hỏa và cứu thương, rồi tất cả cái xe tức là đủ các loại đang tập trung tại khu vực này. Đấy. Và cái này thì chắc chắn là Nga sẽ không tha thứ. Đấy, chúng ta xem lại các cái vị trí mà cách đây một đêm là Nga đã đánh chủ yếu từ Kharkov. Đấy, trong tất cả các khu vực này, Zaporizhia này các bạn. Đấy, Zaporizhia còn một số cái phía tây này, cái phía tây này chúng ta biết nó là thông thường nó là các cái sân bay hoặc là các cái sửa chữa máy bay, xe tăng và thậm chí là đường sắt và các cái kho dầu. Đây là Odessa, đây là Kherson, các bạn nhé. Đây là gọi là Kramenchuk, rồi đây là Zaporizhia, đây là Dnipro. Thì đây nó không nó thể hiện cái Kiev, bởi vì Kiev là ăn đạn đặc biệt rồi, ăn rất nặng. Thì cái chỗ mà Zaporizhia này thì tí này chúng ta đi sâu vào, chúng ta sẽ nghiên cứu thêm. Đấy, chúng ta vào cái bản đồ này. Đấy thì chúng ta thấy là cái hình của bên Ukraine đây. Đấy, các bạn này, nó hơi mờ tại vì đánh vào ban đêm mà. Bán đảo Crimea. Chúng ta cứ tương đối thế thôi. Thế thì chúng ta thấy là đây đây là các cái vết mà tên lửa rồi UAV rồi những là không kích đạn đạo vân vân Kinzhan, thì chúng ta thấy có ba màu. Đấy, thấy có ba màu, thì cái màu thứ nhất là cái màu xanh lá cây, xanh lá cây đấy, xanh lá cây này. Thì xanh lá cây rồi màu vàng đấy, có cái màu vàng rồi màu đỏ. Thì đỏ chính là tên lửa. Đấy, còn cái màu vàng là của SPV, UAV, của RAM các loại. Còn màu xanh là đạn đạo. Các bạn nhé. Màu xanh là đạn đạo nó phóng thẳng. Đấy. Cái chỗ này chúng ta biết là Zaporizhia. Thế thì các ta thấy cái đỏ là nó đi vòng 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 như con rắn này. Đấy. Đấy, như con rắn. Thế nó nghĩa là sao?
Nghĩa là chúng ta biết là hôm qua chúng ta cũng đã thảo luận rồi, tức là Nga nó bắn các cái loại, ví dụ nó bắn tới cái tức là nó rơi xuống cái nó vòng qua xuống, nó rơi xuống rồi lại vòng lên rồi bắt đầu bùng xuống cái chỗ vị trí, tức là đi ngoằn ngoèo với con rắn như thế này. Thì đấy là cái loại này là chúng ta biết nó là một cái loại tên lửa đấy, coi như là vượt qua mọi cái hệ thống phòng không. Mà trong khi đó chúng ta biết là cái hệ thống Patriot của Ukraine thì của Mỹ thì nó chỉ là bắn theo một hướng rồi, đấy, nó cứ nhắm theo hướng này. Chứ còn nếu mà bây giờ mà ông Nga mà ông cứ bay bay lòng vòng này thì biết ông chỗ hướng nào mà bắn, làm sao biết chỗ nào mà bắn đấy. Thông thường là nó cái hướng như vậy, các bạn chủ yếu là nhìn về hướng đông, đông bắc đấy. Hoặc là có thể là hướng đông nếu mà tùy ra ông quay ở đâu đó đấy. Cho nên là nếu mà trong trường hợp mà nếu mà các cái vòng đỏ này của Nga này mà nó cứ lượn như rắn thế này thì chịu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hiện nay bên Ukraine chúng ta thoát khỏi cái này, là ưu tiên đưa cái hệ thống phòng không ra ngoài chiến tuyến. Chúng ta có thể vẽ cái màu này, màu xanh đi, xanh này cho nó của Ukraine, là họ đưa ra về đây ngoài này dọc chiến tuyến để mà coi các cái hệ thống phòng không đó, là như hôm qua chúng ta đã phân tích, để mà lo lo ngoài này sợ là mất đất. Nếu vậy thì coi như cái hệ thống phòng không tại cái khu vực Kiev nó sẽ không có, sẽ rất là ít, có thể nói là không có luôn. Một là anh phải ưu tiên ra ngoài tiền tuyến, hai là anh lo anh đang về giữa Kiev, trong khi đó hệ thống phòng không có hạn, không nhiều. Bây giờ anh vừa muốn giữ đất vừa muốn giữ Kiev là không thể, bởi vì cái số lượng này cứ kéo tới kéo lui, kéo tới kéo lui. Khi mà kéo ra mặt trận thì Nga đánh Kiev, khi kéo về Kiev thì Nga đánh mặt trận. Thế thì bây giờ dấu hỏi lớn, tức là bây giờ phương Tây đâu? Phương Tây thì đang mặt mặt bằng không bằng lòng, nhưng về về cấp cao thì đang muốn là coi như hỗ trợ. Về phía Mỹ thì chúng ta mới phân tích rồi, đang cố gắng hết sức. Đấy. Bây giờ đấm đá mấy cái thằng hạ nghị sĩ của bên Cộng hòa rớt xuống, hoặc là cho tiền hối lộ mày cứ nghỉ ngơi một thời gian để cho cái số phiếu của bên dân chủ tao nó cao hơn thằng 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 Cộng hòa cái, để tao nắm quyền, gọi là tức là nó gọi là thủ lĩnh của phe đa số của Hạ viện, thì lúc đấy họ sẽ làm chủ tịch. Thì lúc đó là coi như là thông qua cái gì nó cũng dễ. Chúng ta biết là nếu mà bên hành pháp đây, tôi nói ví dụ là cái bên hành pháp bên 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 Mỹ là nó gọi là tam tam quyền phân lập. Một đây là ông này ở quốc hội, hai là ông này là ông nó gọi là chính phủ, và ba nó gọi là tối cao pháp viện. Thì nó gọi là nó gọi đây nó gọi là tam quyền phân lập, tam quyền phân lập tức là ông nào cũng có quyền hết. Đấy. Thì bây giờ ví dụ như ông này ông quốc hội tức gọi là lập pháp, đây là cơ quan lập pháp, đây là cơ quan hành pháp. Hành pháp tức là thi hành, là chính phủ tức là tổng thống, tổng thống. Và đây là coi như là tư pháp các bạn nha, tư pháp thì nó gọi là tối cao pháp viện. Đấy, thì ở đây nó có chín ông thẩm phán, trong đó có ông có sáu ông là Cộng hòa. Đấy. Cho nên vừa rồi ông Trump là bắt đầu là cũng đỡ đỡ được cái chỗ tối cao pháp viện này. Thế thì bây giờ cái quốc hội này nó lại chia làm hai, một là coi như là thượng viện 100 em, cái bút này nó cứng lắm không viết được các bạn ấy, chứ không phải là và thứ hai đó là hạ viện 435 em. Anh chàng này á thì coi như cái 2 năm một lần là bầu, anh chàng này thì 6 năm một lần bầu, nhưng cứ 2 năm một lần thì bầu 30%, tức là 33%, tức là 1/3, tức là sẽ bầu 3 lần cái 100 em này, cứ một lần đầu 33, lần hai 33, lần thứ ba là 34, cứ 2 năm 1, 2 năm 1. Còn anh hạ viện thì bầu này, thì trong trường hợp nào hạ viện mà nếu mà anh đảng nào anh cao hơn đấy, cao hơn 435, chúng ta lấy 436, chúng ta lấy 436 cho chẵn, chúng ta chia cho hai thì như thế là được 36 chia 2 là 18, tức là em nào 218 ghế là coi ngang nhau. Em nào 218 ghế thì là em kia chỉ còn 217, nó 35 mà, 7 cộng 8 là 35. Còn 217 thì em nào với 218 ghế là coi như là em đấy là gọi là lãnh đạo.
tức là đa số. Mà nếu mà em này mà trừ đi một mà nó lại sáng bên này thì bên này nó lại hơn. Thì trước đây là thời gian ngắn là ông Cộng Hòa thì ông hơn tới 7 phiếu. Đấy, tức là thí dụ như ông 225 thì ông này lại còn có 210. Đấy, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu tiệm cận nhau, còn cách nhau 3 phiếu, nếu mà rớt một phiếu nữa là coi như giống như là ngang bằng các bạn. Thì lúc đấy nó rất là dễ thông qua. Nếu ngang bằng hoặc là bên bên Cộng Hòa nó lại cao hơn nữa thì lúc đấy là thì nó sẽ là cái gọi là diễn giả đó các bạn, cái người mà điều hành cái chỗ hạ viện đấy, nó sẽ là cái người của cái bên mà đa số. Thì cái bên bên ông đa số này ông bị không giữ người được đấy, thì ông rơi rớt thì bây giờ ông thành thiểu số. Thì phe thiểu số trong hạ viện thì không thể làm chủ tịch được, mà phe đa số trong hạ viện nó sẽ làm chủ tịch. Và nếu mà nó làm chủ tịch, nó làm diễn giả thì nó sẽ dễ thông qua. Thế thì vừa rồi chúng ta thấy là cái cơ quan hành pháp này, tức là tổng thống này, điều hành này và quốc hội này đều là dân chủ hết. Mà bằng chứng là gì? Ông Biden là chủ tổng thống này, thượng viện đương nhiên là cũng là bên dân chủ này, còn hạ viện thôi, hạ viện cũng là của bên dân chủ luôn đấy, tức là ba cái này của dân chủ luôn. Thế thì cuối cùng là khi mà giữa nhiệm kỳ đấy, vừa rồi đấy, năm 2022 đấy, thì là bắt đầu là cái ông Cộng Hòa ông ấy lấy được đa số, thì là coi như ông dân chủ mới mất đây này. Chứ nếu ba cái của ông vừa hành pháp vừa lập pháp là của dân chủ hết thì coi như là giống như là vừa đá bóng vừa thổi còi. Chứ bây giờ có cái ông hạ viện đây là của bên Cộng Hòa thì nó còn có tuyết còi đấy, chứ còn nếu mà cùng là một thì nó thoải mái với nhau các bạn nhé. Cái này tôi nói riêng ra thôi, nhưng mà nó đang ảnh hưởng rất nhiều đến cái viện trợ cho Kiev, nó ảnh hưởng đến Nga, ảnh hưởng đến cuộc chiến này, chứ không phải là tôi nói chuyện nó gọi là cho vui này đâu các bạn nhé. Nó nguy hiểm lắm, thì hiện nay nó đang ở trong cái giai đoạn này. Đấy, mà cái ông Sullivan, ông gọi là ông tức là cố vấn an ninh của Nhà Trắng, là mới qua Kiev về, ông nói là sẽ có được cái 60 61 tỷ đó, khẳng định như vậy. Là tôi nghĩ là đang tranh chấp nhau cái mấy cái vé này. Đấy các bạn nha, tôi chúng ta cũng không nên nói thêm cái này để cho nó rõ thôi, chứ còn nhiều bạn là cứ thích vào chiến sự có 2 phút thôi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta vào đây thì chúng ta vào cái chỗ đây, lúc nãy tôi nói Cherkasy này, cái chỗ Kremenchuk này, mấy cái chỗ này quan trọng mà chúng ta thấy nó giống như nó nằm ở trung tâm các bạn, trung tâm sau này Nga để ví dụ khu vực lấy thêm. Đây là cái chỗ Zhytomyr chúng ta nói rồi, thì cái anh chàng này, mấy cái anh chàng sâm này là anh là coi như cái dạng này. Nó có ý nghĩa cả đấy các bạn. Rồi bây giờ chúng ta vào chỗ Zaporizhia này. Zaporizhia này thì hôm qua chúng ta nói rồi, Nga đã đánh một cái không 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 phải là đánh cái đập này, mà coi như Nga đánh một cái tổ hợp để mà vận hành cái nhà cái đập này. Nó có nghĩa là gì? Tức là cái thông thường ấy là cái đập đấy là nó là nhà máy thủy điện đấy các bạn. Như Kang Khúc Ca hôm trước là cái đập Kang Khúc Ca mà ở dưới chỗ mà Kherson này này, thì nó cũng là thực tế nó là nhà máy điện đấy. Đâu rồi đây à, cái chỗ mà Kang Khúc Ca này đó. Đấy nó đánh, nhưng mà bên bên hồi đấy là nó đánh luôn, nó đánh sập luôn, bên Ukraine đánh sập luôn, nhưng mà còn đây là cái Nga không đánh sập luôn mà Nga vẫn để, tức là Nga đánh nhà máy điện, nói chúng cho nó nhanh, tức là Nga đánh nhà máy điện. Đâu rồi đây đấy, Nga đánh nhà máy điện các bạn nhé, chứ không phải đánh cái đập này, nước vẫn giữ. Tóm lại là Nga đánh hệ thống điện, toàn bộ điện của cái Kiev của Ukraine. Còn cái tình hình này nữa là nói không quên các bạn, tức là bây giờ có khả năng là họ mở mặt trận thứ hai chỗ Moldova. Đấy, chính vì thế cho nên là để sao nhãng Nga, sao nhãng cái chỗ này đi, và cái chỗ Moldova này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến Chernivtsi, Gagauzia và Odessa. Thì hiện nay họ đang muốn mở mặt trận này, và lâu dài, tức là cũng không lâu lắm, tức là sau cái mặt trận này thì có thể người ta mở một cái mặt trận thứ ba. Nếu mặt trận này mà không ổn thì người ta sẽ mở mặt trận ở cái phía nam của dãy Kapka, chúng ta dãy Kapka này xanh xanh này, thì phía bắc Kapka là của Nga hết, còn phía nam Kapka là có 3 nước Liên Xô cũ, trong đó có ông Armenia là cái ông này thân nhất, thì bây giờ thì ông lại phản động nhất, ông phản động nhanh nhất,
Ông Georgia cũng phản động nhưng mà còn chậm chậm, chứ còn ông này ông quay ngoắt 180 độ luôn. Thế thì ông này với ông Azerbaijan này, hai ông đánh nhau ở Garoshnyi Karabakh, thì bây giờ là coi như quân người thì đã rút hết về Armenia rồi, và Azerbaijan trong vòng khi mà đại hội đồng Liên Quốc họp thì ông đánh đùng một cái khai mạc xong, đến tối thì ông đã lấy xong rồi, tức là đánh nhanh rút lẹ. Thế trong khi đó thì bây giờ ông thủ tướng Pashinyan này của Armenia thì bây giờ có vẻ như đang muốn là coi như là thôi trả cái đất đấy cho ông, tại đất đấy nó nằm nằm lọt hẳn ở trong cái của ông Azerbaijan này đấy. Thì bây giờ ông đang muốn như vậy, nhưng mà nói thế chứ còn không phải là ý ý chí của một người mà được. Thế là hai bên này thì nó cứ cứ sảng xê với nhau đấy. Nhưng mà trong đó thì chúng ta thấy là đây, ví dụ như là đây là cái dãy Cáp Ca, thì Nga ở phía Bắc đấy, chúng ta tương đối thì các bạn nha. Thế thì chúng ta thấy là đây là cái ranh giới của Georgia đấy, thì nó giáp với, tức là phía nam dãy Cáp Ca, còn đây là ông Azerbaijan đấy, tức là cũng phía nam Cáp Ca, nhưng mà ông Azerbaijan thì nó lại có cái đoạn là không không có núi đấy. Ông Georgia mà muốn qua bên bên Nga là phải đi qua cái núi, Cáp Ca, còn ông này thì không cần. Thế thì chúng ta thấy là hiện nay là Armenia, Pháp và Anh đang đã dụ dỗ Azerbaijan, thì Thổ Nhĩ Kỳ dụ dỗ, và hai ông này thì bên ông Đức cũng nói là thôi hai thằng chúng mày hòa hòa giải với nhau đi, nhưng mà có ý đồ hết đấy các bạn nhé. Tức là bây giờ là hòa giải với nhau thì lúc đó là lôi kéo thân nhau thì nó sẽ đánh như thế này các bạn, nó sẽ đánh theo cái dạng là, bởi vì chúng ta thấy là cái Nga đây là đồng bằng, nó có sẽ đánh vào Nga, nó mở một trận đây đánh vào Nga, chứ đây là núi thì không thể đánh được, núi cao không thể đánh được, qua cái dãy Trường Sơn thì làm sao mà đánh được các bạn. Đấy, nó là như vậy. Hiện nay nó âm mưu nó đang chuẩn bị mở một cái mặt trận đằng này nữa, cho nên là chúng ta thấy là cái chỗ Moldova đấy là chỉ là một chuyện thôi, mà Moldova thì hiện nay nó gần gũi hơn bao giờ hết, còn đến cái chỗ này mà nếu mà nó làm cái này thì Nga cũng mệt. Đấy, rất mệt. Cái chỗ này là khu vực Dagestan và khu vực Chechnya, nó nằm khu vực này hết các bạn nha. Đây chúng ta biết là Makhachkala nó là thủ phủ của Dagestan, còn Grozny đây thì nó là thủ phủ của Chechnya. Thì cái chỗ này cũng không phải dễ đánh, nhưng mà người ta đang toan tính những cái điểm nóng tiếp theo, chạm tiếp theo đấy các bạn, gớm lắm chứ vậy. Đấy thôi thì chúng ta nói vậy nhá. Đấy cho nên tại sao mà Nga bây giờ đã chuyển sang tình trạng chiến tranh, là có thể khả năng sẽ đánh tổng lực, hai bên đều đang hô hào, Nga không có việc gì mà Nga không hô hết, Nga cũng phải hô đấy, các bạn. Rồi thì bây giờ trong mặt trận thì chúng ta biết rằng là Nga bắt đầu đang có những cái khởi động về quân sự tại khu vực này. Phía Bắc thì tương đối yên rồi các bạn nhé, cái chỗ khu vực này thì chúng ta biết là thì Sumy và Kharkov đây, thì cái chỗ này, thì chúng ta biết là cái Kosinka thì đã im rồi, hiện nay đây là biên giới này, đây biên giới thì Nga đang đánh qua bên này, đang đánh các hệ thống pháo cũng như là một số nơi đồn trú của phía bên này thôi, chứ còn phía bên Nga này là tương đối ổn. Thế còn ở phía dưới này các cốt đây, hôm trước chúng tôi nói rồi, cái màu xanh này là Nga sẽ phải lấy rồi đấy, nó không liên quan gì đến Lugan, Donbass hoặc là phía nam này hết. Thì hiện nay khu vực này đang khởi động chủ yếu là cái phía cái Sinkovka này đấy, cả cái vạt này là bắt đầu đang khởi động hết rồi các bạn nhé. Còn riêng cái chỗ Terni này thì cũng giao tranh thông thường, không có gì lớn. Nhưng mà Ukraine là nó bay các cái UAV vào phía trong này, chỗ mà Kramina đây các bạn, đây Kramina này, nó bay vào cái khu vực này, cũng đã tiêu diệt một số cái xe chiến đấu, xe tải chở quân của Nga. Còn cái chỗ phía dưới này, đây ta đi trên này, phía dưới này là chúng ta biết mỏ than mỏ đá, thì hôm qua cũng đang giao tranh ở khu vực này. Đấy, chúng ta biết là Nga đang đánh từ dưới đánh lên, để đánh vào, mà khu vực này thì đang bị mất. Đấy, hiện nay là Nga đang mất cái chỗ cái chỗ mà lọc nước này, lọc than này mất rồi, nhưng mà cái chỗ khu vực này thì đã chia đôi. Đấy, hiện nay thì cũng không biết là cái bên nào cao hơn bên nào, chúng ta nhìn này, nếu mà nhìn bằng mắt thường thì chúng ta thấy là bên này cao hơn. Đấy, thì Nga hiện nay đã có vẻ như đã chiếm được cái phía bên này các bạn nhé. Thì chúng ta có thể đổi cái màu này cho nó, thì cái khu vực này Nga có vẻ đã chiếm được rồi, thì chúng ta cũng không biết đó là cao hơn hay thấp hơn. Nếu cao hơn thì nó sẽ dễ dễ trị hơn.
Thì bên Ukraine tôi thấy là ở đây bắt đầu họ chạy về cái hướng phía đằng này, phía hướng rừng tội phạm. Thì hiện nay cũng đang giao tranh các khu vực này các bạn nhé, nói chung có giao tranh. Bên nọ bên kia cũng ăn tới ăn lui, nhưng mà tôi thấy cái chỗ này trước đây là Nga phải lấy hết rồi, nhưng không biết tại sao bây giờ là vẫn cứ giao tranh ở đây. Chúng ta đi xuống cái khu vực phía dưới Bắt Mút này. Chỗ Klitschka này thì hiện nay cái trục đường chính đường đi ra này thì cũng đang giao tranh ở khu vực này. Thì chúng ta thấy là nó cũng Nga đang dí đuổi cũng giao tranh và dí đuổi đây. Thì bên bên kia thì vừa đánh vừa chạy, và hiện nay thì họ đang chạy về như hôm qua chúng ta biết rồi, chạy về cái hướng cái kênh đảo. Còn hôm trước thì Nga đã dùng UAV đã đuổi hết đi, đuổi hết cái đám từ đây chạy lui qua bên này. Có một số thì chúng ta biết là nó vào bên này rồi đánh nhau, thì hôm nay là Nga đã dí đuổi hết rồi. Đây là khu vực chỗ Krishka tự nhiên nó nổi vậy thôi, chứ còn thực tế nó cũng không có gì lớn. Nhưng chủ yếu là cái chỗ mà Ivanovka trên này. Thì Ivanovka trên này thì Nga đã thực tế là Nga đã chiếm được cái khu vực này. Hôm qua thì chúng ta thấy là có cái tí chỗ này, nhưng mà bây giờ là Nga đã chiếm được từ đây rồi. Đấy. Cái chỗ này rất quan trọng. Đấy, chúng ta biết là Nga chưa tấn công được hết cái chỗ mà Ivanovka này là bởi vì là trên này đánh xuống. Chúng ta phân tích rất nhiều rồi. Đấy, trên này nó đánh xuống, nó tiếp viện, nhưng mà hiện nay là Nga đang đuổi cái đám này chạy các bạn nhé, đang chạy ra cái đường đường H32, H32 là đi về Chasovia trên này. Thì Nga đang nói là đã đánh số rồi các bạn. Nếu mà Nga mà chiếm được cái chỗ mà điểm cao này, cái rừng này, thì không còn cái đường tiếp viện về xuống dưới này nữa, thì Ivanovka thì cũng gọi là đã đánh số rồi. Nếu cái rừng này mà Nga đã lấy được, thì cái chỗ này chỗ rất phức tạp. Trước đến nay thì chúng ta vẫn theo dõi thì chúng ta vẫn thấy cái khu vực này. Còn ngoài ra cái chỗ mà Chasovia thì Nga vẫn thỉnh thoảng đánh, nhưng mà tôi nghĩ là khi mà Nga lấy xong Ivanovka này thì lượng cái này rất là dễ thôi, không khó, cứ bom phát 1.500 vào đây là giải quyết được hết. Chúng ta xuống chỗ Anivka đây thì chúng ta thấy rằng Nga đã là chiếm hết được cái khu vực Arovka cũng như là Tonenka rồi, đang hướng về phía Umanska. Còn Berichy Nga vẫn để ngõ một cái miếng đấy cho bên bên kia. Thì chúng ta phân tích nhiều rồi, cũng không nói. Khi mà nó không có giao tranh, nó không có cái sự giải phóng thì chúng ta cũng không có gì để nói, tức là cứ để đó để bên kia qua. Nhưng mà tôi nghĩ là bên này sẽ không qua nữa đâu. Bây giờ đó là cái phòng tuyến này nó đang hình thành rất là rõ rồi. Đấy, cái chỗ này rất rõ rồi. Đấy, chúng ta thấy là Netailovaya, Umanske, trên này là Ucherestine, thì nó rất rõ. Nhưng mà hiện nay Nga vẫn đang gọi, xin lỗi, là cố đấm ăn xôi, tại cái chỗ này là bên kia nó thấy ngon quá mà hay vào. Đấy, nhưng vào, nhưng mà tôi thấy là lượng đủ rồi, ăn nhiều rồi, chắc nó không vào nữa. Còn phía dưới này thì chúng tôi cũng không thấy có gì mới, đặc biệt là chỗ Dovbyklovska này thì cũng đang đánh bom mà thôi, chúng không có gì mới. Chỉ có một chút ở cái chỗ cái mỏm Vremica này, Stromajerskaya, thì Nga hiện nay là đang đánh từ dưới đánh lên. Cái đây đang từ dưới đánh lên, tôi thấy là rất là cái nhiều hướng. Nhưng mà đánh là đánh ở bên này sông thôi các bạn nhé. Đây là có con sông. Đấy, con sông này thì đấy, thì còn cái bên này, đó nó xuống đây. Thì cái bên bên sông là Staromajerskaya, còn bên phải thế là Uras này, thì hiện nay đang tấn ở đây. Và tôi thấy cũng vệt đỏ ở đây rồi. Đối với cái Zavit này thế này. Ngoài ra thì Nga cũng đang tấn công từ Prigozhin đánh lên để đánh qua hướng này. Và nha, cái chỗ này thì nó cũng tôi thấy nó cũng không có gì là ghê gớm. Còn khu vực Robotina thì cũng giao tranh thông thường. Cũng không có gì lớn lắm. Vậy thôi, chúng ta cũng có thể kết thúc cái video này tại đây. Thì tóm lại là gì? Cái khả năng mà mở các mặt trận thứ hai, thứ ba là có thể xảy ra. Cái khả năng mà NATO sẽ đối đầu với Nga có khả năng xảy ra. Cái gói gọi là viện trợ 60-61 tỷ của Mỹ có khả năng sẽ được gỡ trong thời gian sớm. Hiện nay bên Ukraine rất thiếu hệ thống phòng không, và cái hôm hôm kia đấy là đánh vào cái chỗ mà Kiev này, chúng ta thấy là gần như là không có cái hệ thống phòng không nào bắn lên hết, tức là loại xịn đấy các bạn nhé,
Họ bây giờ cũng đang cố gắng nói Hy Lạp có cái F-300, ai còn F-300 mà đưa qua đây họ cải tiến thế nọ thế kia, nhưng mà kể cả NASA, Idris, tất cả hiện nay là gần như không có. Thì bây giờ nếu có thì là coi như cũng một là đưa ra tiền tuyến, hai là bảo vệ thủ đô. Thế thì bây giờ mà hàng thì không có, mà muốn thì muốn cái gì cũng muốn, giống như là thân thành mà xé làm hai thì cái hệ thống phòng không là rất khó. Cho nên là bây giờ cái khả năng tấn công lớn của Nga vào mùa xuân này, tức là vào đầu tháng 4, là nó càng ngày nó càng hiện rất là rõ. Đấy, thế thì bây giờ là phải ưu tiên cho tiền tuyến thôi. Thế còn các cái mục tiêu mà trong này của Nga, của Ukraine thì Nga đã đánh rồi, và Nga nói cái trận tập kích cách đây 2 ngày là có thể nói đặt tất cả các mục tiêu. Đấy, trong đó có rất nhiều doanh trại sĩ quan rải rác ở khắp nơi đây thì bị, nhưng mà trong này thì cái tổng cục tình báo có đánh được hay không thì tôi cũng chưa nghe thông tin, nhưng mà Nga nói là đã hoàn thành tất cả các mục tiêu. Đấy, và sẽ tiếp tục tập kích lần nữa. Thì đấy là tất cả cái nội dung của bản tin hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn lại các bạn trong bản tin buổi chiều. Bye bye.